Xin chào quý thầy cô, hôm nay xin chia sẻ với cô cách chúng ta xem thảo báo biểu qua đường link được gửi trên Zalo. Thì đầu tiên đó, quý thầy cô vào cái mở cái Zalo ra, thì mình có gửi cho quý thầy cô cái đường link thì chúng ta có thể xem thảo biểu trực tiếp qua đường link. Thì đây là cái đường link mà quý thầy cô mình đã gửi cho quý thầy cô để xem thảo biểu, thì quý thầy cô sẽ chạm ở đây để mở cái đường link lên. Thì trong cái phần này thì chúng ta có ba phần là xem thời biểu của giáo viên, xem thời biểu của học sinh và xem thời biểu của tổ. Thì để xem thời biểu thì quý vị cô đầu tiên phải chọn cái thời khóa biểu. Trong đây có nhiều thời biểu, mình chọn thời biểu đúng tuần. Giả sử như tuần 20, chọn tuần 20. Sau đó là chúng ta chỉ cần chọn đến tên giáo viên. Giả sử như chúng ta sẽ chọn tên giáo viên kỳ, thì chúng ta sẽ xem được cô là Quỳnh Thị Ngọc Tỷ, thời biểu của cô Quỳnh Ngọc Tỷ đó. Thì đây là xem thời biểu của giáo viên. Còn đối với học sinh thì quý thầy cô nhấp chọn vào cái phần học sinh để chúng ta chọn, thì chúng ta cũng chọn cái thời khóa biểu của cái tuần tương ứng và chọn lớp. Giả sử như lớp 6-1, ta chọn thời biểu 6-1. Thì dưới đây là thời biểu này là của lớp 6-1, ta có thể xem trực tiếp trên điện thoại được. Ngoài ra đối với tổ chuyên môn thì chúng ta vẫn có thể xem được cái thời biểu của tổ chuyên môn. Giả sử chúng ta xem ở đây, chúng ta chọn qua bên tổ chuyên môn, ta chọn giả sử như ngữ văn, thì chúng ta xem được cái thời khóa biểu của những anh em thuộc tổ ngữ văn. Đó, ta xem ở bên này. Thì đây là muốn chia sẻ thì cô khách chúng ta xem thời khóa biểu bằng đường link để qua Zalo. Xin trân trọng kính chào các thầy cô.